Thưa quý vị, ra đường vào sáng nay có lẽ nhiều người dân miền Bắc sẽ bất ngờ, cứ ngỡ rằng mình đang ở giữa mùa đông khi thời tiết chuyển rét đột ngột. Cộng thêm với việc trời mưa rả rích suốt từ đêm qua khiến cảm giác rét mướt bao trùm khắp cả miền Bắc. Và ngày hôm nay, ngày 10 tháng 10, thời tiết tại Bắc Bộ thực sự đã có những chuyển biến khi trời mưa liên tục kéo dài trong ngày. Và bầu không khí rét mướt đã bao trùm trên diện rộng, ảnh hưởng phần nào đến cuộc sống của người dân. Và một tin vui cho người dân miền Bắc là mưa sẽ giảm dần trong ngày mai, song nền nhiệt vẫn ở mức thấp, trời tiếp tục lạnh. Áo mưa, chiếc ô là những hình ảnh dễ dàng bắt gặp ngoài đường phố Hà Nội trong ngày hôm nay. Những chiếc áo ấm, chiếc khăn hay thậm chí là đôi găng tay cũng được người dân mang ra sử dụng. Nền nhiệt độ giảm từ 3 đến 4 độ so với hôm qua, cao nhất cũng chỉ khoảng từ 22 đến 23 độ. Tuy nhiên do mưa rả rích cả ngày nên tạo cảm giác rét mướt hơn thực tế. Dự báo đêm nay nhiệt độ còn giảm thấp hơn nữa khi gió mùa tiếp tục bổ sung xuống nước ta. Tuy nhiên tình trạng mưa diện rộng sẽ giảm dần, thậm chí đến trưa chiều mai nhiều nơi sẽ còn hứng nắng nhẹ. Sang đầu tuần sau, miền Bắc lại quay trở lại với những ngày thu đặc trưng khi trời nắng hanh vào ban ngày và lạnh về ban đêm. Vâng, theo các chuyên gia khí tượng thì đây là đợt gió mùa mạnh nhất từ đầu thu, lại kết hợp với thêm một hình thế gây mưa nên có sự khác biệt so với mọi năm. Song từ đầu tuần sau sẽ trở về với dạng thời tiết quen thuộc. Và chị Lina thân mến, là chị thích làm gì nhất trong thời tiết lạnh như thế này? Có lẽ ngày hôm nay và ngày hôm qua là hai ngày lạnh nhất mà tôi được trải nghiệm tại Hà Nội. Và ngày hôm nay thì tôi có dịp đi ra cầu Vĩnh Tuy trong lúc mà trời thì cứ mưa lất phất. Ở Sài Gòn mưa lất phất như thế thì không lạnh đâu. Thế nhưng mà ở đây thì có thể nói là cắt da cắt thịt. Và vào những cái dịp như thế này thì có lẽ sẽ rất là nhiều người có cái thú rất tao nhã như là nhâm nhi một ly cà phê nóng chẳng hạn, rồi đọc một quyển sách, hoặc là có những người sẽ thích tụ tập bạn bè cùng nhau ăn một nồi lẩu, nhưng với một người đi làm từ sáng đến tối và có khi còn phải trực ca đêm nữa như là tôi, hoặc là như chị Thanh Huyền và nhiều biên tập viên khác, thì việc thiếu ngủ có lẽ là quá thường xuyên, và trong thời tiết này chỉ muốn là được đắp chăn và tiếp tục giấc ngủ của mình mà thôi. Vâng, và tôi tin là cũng có rất nhiều người có sở thích giống như chị. Cái rét thì luôn mang đến những sự thú vị với nhiều người, nhưng tôi nghĩ là những gia đình có con nhỏ hay là người cao tuổi thì hẳn là không thích lắm đâu. Như là con của người bạn tôi thì từ đêm qua đã có dấu hiệu bị sốt nhẹ, và ngày hôm nay thì đưa đi viện khám thì đã bị bệnh về đường hô hấp do là bị lạnh. Vâng, và không chỉ trẻ nhỏ mà người già cũng rất là dễ ốm khi thời tiết chuyển mùa như thế này. Và tình trạng lạnh sẽ còn kéo dài nên cần chú ý trong cách ăn mặc để đảm bảo sức khỏe trong những ngày mưa lạnh.